Đây là mèo nữ, đầy đủ tất cả các nốt tròn, mèo nữ tôn đô. Nó rất là nhẹ, bởi vì đây là lam Trung Quốc, rất là xịn, nó rất nhẹ, nhẹ hơn lam bình thường, giống như kiểu mình cắt tay là nó dày hơn. Những lưỡi hay gì đó con nữa. Đó vẫn dễ hơn. Chà, bạn làm hết rồi. Mình thử thử thôi nhé.